Được rồi, bắt đầu nhá. Hôm nay chúng ta sẽ học học tiếp mà học tiếp cái đề tài như buổi hôm trước. Tức là chúng ta đi sâu vào cái phân tích cái ứng dụng mà hôm trước đã học ấy, tức là cái chúng ta có thể lấy ra được k phần tử, bất kỳ từ n phần tử. Trước các bạn học rồi đúng không? Tức là nếu mà cho trước n phần tử có thể tạo ra cái hoán vị ngẫu nhiên của n phần tử, tức là lấy ra n phần tử ngẫu nhiên từ n phần tử thì nó chính là sinh ra một cái hoán vị của n phần tử. Nhưng mà lấy ra ít hơn n phần tử, lấy ra 3, 4 hay là k phần tử ngẫu nhiên từ n phần tử, tức là chúng ta lấy ra một cái tổ hợp ngẫu nhiên các phần tử nhỏ hơn từ một cái tổ hợp lớn, thì đó là cái bài tập đó ta biết rồi, và nó ứng dụng rất là nhiều ở trong rất nhiều bài tập, trong rất nhiều chương trình mà liên quan đến làm phần mềm, làm các chương trình ứng dụng, mà làm trò chơi, làm chương trình học tập, ví dụ ở trong Scratch này. Thì chúng ta sẽ ra tìm hiểu sâu hơn về những cái bài toán đó nhé. Bắt đầu từ đơn giản, chúng ta tạo ra một cái cơ sở dữ liệu, một cái bộ dữ liệu bao gồm là gồm có các cái con vật, hình ảnh con vật và tên con vật nhé. Chúng ta làm nhanh nhé. Bắt đầu từ con này đi, từ cái nhân vật này đi. Chúng ta đặt tên cái nhân vật này là con vật nhé. Đó, sau đó thì các bạn vào đây và các bạn sẽ mà đây nó có tiếng Việt, tôi chuyển sang tiếng Anh nhé. Bây giờ thầy xóa đi cái con số 2 này và thầy bắt đầu thầy đưa vào đây cái con vật khác nhé. Rồi, chúng ta sẽ tạo nhanh nhỉ. Các bạn tạo nhanh với thầy được khoảng 15 20 con gì đó nhé. Đây là con bướm này. Tiếp theo chúng ta nhập tên sau này. Con cua này, đúng không? Từ một bộ dữ liệu này là có thể làm ra rất nhiều cái bài tập khác nhau. Con ong này. Yeah. Còn một tí thôi, chúng ta làm lại một tí. Con gà. Con này là con gì nhỉ? Con này có khủng long đúng không? Khủng long dưới có khủng long khác đẹp hơn nữa con này. Con chó. Con voi. Con voi, con cá. Rất nhiều loài cá, ta la lấy một con thôi. Là con cánh cam chưa lấy, cánh cam chưa lấy. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có lấy nhiều một tí nhé, để cho cái bộ càng nhiều thì nó sẽ càng hay. Thì chúng ta có nhiều cái thì các bạn sẽ thấy là những cái phần mềm mà học tập ấy thì cái bộ dữ liệu là rất quan trọng. Con này là con sói, con đây là con chó sói nhé. Nó khác con chó bình thường. Rồi, chúng ta tìm tiếp con gì nữa nào, nhiều lắm, còn nhiều lắm. Hiệu cao cổ. Rồi. Griffin. Đây là con chuồn. Con chuồn. Dragonfly. Griffin đây, Griffin. Đó con nào? Con Griffin ở bên dưới. Ở đâu, ở chỗ nào? Đang tìm, cứ tìm thoải mái nhé, vì con này là con ô tư, nhìn cho ta nhìn. Ở bên trên đây. À, con này là con sư tử. Bên trên đây. Này, con này con là con này. Con này là con sư tử. Không đi dễ thôi, nhiều lắm, con khỉ chưa có đúng không? Griffin này. Chuột. Mấy con rồi? 14 rồi. Chúng ta lấy thêm đi. Cho nó. Chúng ta sẽ lấy thêm. Con Griffin này. Đâu con nào? Griffin này. Ở bên gì? Thì có nhìn con vần nào? Ở bên dưới. Griffin là con gì đấy? Đấy là con này à? Con này là con gì nhỉ? Vâng. Con gì hả con? Con này trông lạ nhỉ?
Không biết tên, tên là gì cháu? Đồ đệ. Con là gì? Con như là con đại bàng lai sư tử thầy. Ủa con đại bàng lai sư tử thôi. Để muốn tìm con nhìn cho nó bình thường, nó có thực trong thực tế thì ta mới dễ hơn nhé. Trẻ con đây là trong phần mềm trẻ con mà thì nó dễ hiểu hơn nhé. Khỉ có chưa nhỉ? Chưa. Nhưng chưa khỉ sao nhỉ? Chưa. Em có cổ 16 rồi. Chúng ta sẽ lấy thêm 4 con nữa nhé. Thành ra là 20 con. Và chúng ta sẽ dựa trên cái 20 con này, chúng ta sẽ dùng cho, chúng ta sẽ làm rất nhiều bài tập, rất nhiều chương trình dựa trên 20 cái con vật này. À con đây con vẹt. Con vẹt làm con hay. Con cú không đây? Con cú con để tìm. Để tìm con cú. Chuột rồi. Vẹt rồi. À con này, con này. Con này là con này là con này, chim cánh cụt. Chim cánh cụt. Penguin. Chim cánh cụt. Được bao nhiêu rồi? 18 rồi, sắp hết rồi. Sắp xong rồi. Nào. Con thỏ. Con thỏ hay phết nhỉ, con thỏ đúng không? Con thỏ. Mười chín rồi sao nhỉ? À, con gà. Polar bear đây. Polar bear. À con cá mập chưa lấy. Con cá mập chưa lấy. Con cá mập. Sạc ai? À. Gãy mõm. 20 rồi đúng không? 20 nhưng con chỉ có con cá hay ta bỏ con cá ra nhỉ? Chúng ta không thấy con cá này gọi là cá gì nên là cá mập rồi đúng không? Ta bỏ con cá ra nhé. Bỏ con cá này ra. Để ta thêm một con khác. Con nhím. Con nhím. Con nhím không? Có. Ở đâu? Bên dưới. Đây con nhím đây đúng không? Đâu à? Đây gọi con nhím không? Con này này. Có. Con nhím. Cái gì đó? Gì đó? Rồi, nhưng mà con bên chúng ta đã có là bao nhiêu con nhỉ? 20 con. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái bản dữ liệu, một cái list là bao gồm là các con vật đúng không? Để tạo ra cái tên này. Tên là con vật nhé. Chủng cái tên của chúng ta. Chúng ta sẽ nhớ nhé. Rồi. Ô nhầm. Không phải cái này. Chúng ta sẽ xóa cái này mà bấm vào đây chứ. Con vật. Rồi. Chúng ta gọi một gói thật nhanh nhé. Vì trong cái gói này là vì Scratch nó không phân biệt chữ hoa như thường, chúng ta gõ chữ thường cho nó dễ nhé. Thì có thể gõ là con mèo có chữ con hoặc là không chữ con cũng được. Thôi chúng ta gõ mèo cho nó nhanh nhé. Còn chúng ta sẽ trong chỉ làm chúng ta sẽ có chữ con chúng ta biết thêm mà thôi. Đây là con mèo này. Con là mèo này. Con thứ hai là con bướm. Bướm là hay là bơm bướm nhỉ? Bướm, con bướm nhé. Con thứ ba là con cua, gọi chữ cua cho nó nhanh. Con thứ tư là con ong, cho nó nhanh. Con thứ năm là con gì? Đâu rồi? Con chó. Con chó. Kéo xuống một tí. Con voi. Rồi, được, các bạn nhắc thầy đi, con voi. Con vịt. Con vịt. Con vịt. Con sói. Sói. Cáo. Con này. Hiêu cao cổ. Hiêu cao cổ. Rồi. Số 7 là cánh cam đó thầy. Nhầm à? À số 7. Sao ai bảo là vịt? 8 là vịt đúng không? Chứ nhầm rồi. Mình làm nào bây giờ nhỉ? Ở đây nó không cho chèn được vào đây. Thôi, đánh về. Bạn nào vẫn nhầm. Thật ra có thể chèn vào được nhưng mà thôi. Cánh cam. À, chèn vào đây. Cánh cam nhá. Sau đó là vịt. Vịt. Sau đó là cáo đúng không? Cáo, hiêu cao cổ. Xong đến chuồn chuồn. Kể chính xác nhé, không thì là
nó sẽ báo, nó sẽ nó, khi chúng ta làm dữ liệu nó phải chính xác. 12. Chuột. Hai là con sư tử. Không, sư tử, sư tử. Hai con sư tử. Hai con sư tử. Chuột. Ba con chuột. Chuột. 14. Ếch. Ếch ạ. 15. Khỉ. Khỉ. Con khỉ. 16. Vẹt, con vẹt ạ. 17. Rất là thỏ. Không. Con, cánh cụt ạ. Cánh chim cụt. Cánh cụt. Chim. Cánh cụt. 18. Thỏ. 19. Con cá mập. Cá mập. 20. Con nhím. Được chưa? Mà chúng ta đã có như vậy là chúng ta có đủ là tên 12 con vật bằng trong lưu trong cái list và hình ảnh con vật. Thì như vậy là chúng ta có một cái bảng là một cái danh sách là 20 con vật cộng với ảnh 20 vật nữa cộng lại thì người ta nói đó là một cái bộ dữ liệu, một cái bộ cơ sở dữ liệu. Được chưa? Mà chúng ta sẽ dựa trên cái bộ cơ sở dữ liệu này chúng ta sẽ đủ, chúng ta đủ thông tin để cho để chúng ta kiểm tra kiến thức của học sinh để phân biệt được đâu là con nào, đâu là con gì. Nhìn hình ảnh để đoán tên, nhìn tên để đoán hình ảnh vân vân. Rất nhiều các bài toán khác nhau có thể đặt ra, được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài đầu tiên của hôm nay nhá. Hôm trước thì cho các bạn làm cái bài đơn giản là gì? Là trong cái bài kiểm tra là hiện ra các con vật. Thầy cho các bạn về nhà là mỗi lần lấy ra là 10 con ngẫu nhiên và cho chúng ta hỏi là thêm con gì chúng ta gõ vào, được chưa? Đó là bài hôm trước. Hôm nay chúng ta làm sâu hơn một chút, khó hơn một chút. Là như thế này nhé. Tức là từ cái bộ này chúng ta sẽ sinh ra một cái bài kiểm tra trách nhiệm. Phần mềm sẽ tự động sinh một cái bài kiểm tra trách nhiệm. Và học sinh sẽ chọn các phương án trách nhiệm mà. Nhé. Thì là như này. Như sau nhé, bài số 1 này. Tức là mỗi một lần kiểm tra thì phần mềm sẽ hiện ra trên màn hình là ba con vật nhé, hiện ra ở đây và giáo viên sẽ hỏi là ví dụ như là con mèo là con nào mà chúng ta sẽ phải nhảy lên vật đó để trả lời. Vì hiện ra là con mèo, con khỉ, con chó. Chúng ta giáo viên sẽ hỏi là con mèo là con nào, được chưa? Chúng ta sẽ nhảy về con mèo thì nó đúng rồi, chúng ta nhảy là con chó thì máu là sai rồi, nhảy về con khỉ thì là sai rồi đó. Các con hiểu như nào? Và phần mềm sẽ liên tục đưa ra các cái câu hỏi như vậy một cách là ngẫu nhiên hoàn toàn. Vậy cái bài này là cái bài đầu tiên là gì? Là cái bài là thật là cho các câu hỏi sẽ sinh ra một cách là ngẫu nhiên và liên tục như vậy là các câu hỏi sẽ rất là nhiều là vĩnh viễn liên tục đưa ra như vậy nhé. Đó là bài số 1. Rồi chúng ta phân tích một tí là làm như nào bây giờ nhỉ? Tức là mỗi lần phần mềm sẽ phải lấy ra ba con ngẫu nhiên trong số 20 con, được chưa? Và sau đó được chọn một con ngẫu nhiên nữa làm con đáp án và hỏi đây là con gì, con này là con nào, và người dùng sẽ phải nhảy lên cái con vật đó, được chưa? Thì chúng ta đánh giá nhé, chúng ta sẽ phải tạo ra này, con vật là đánh số từ 1 đến rồi, chúng ta đây có đánh số từ 1 đến 20 rồi đúng không nào? Đó, và mỗi con vật ứng vững một số tự nhiên. Con nhím là ứng số 20, con khỉ ứng số mấy đấy. Và bây giờ chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ phải mỗi lần bài tập chúng ta sẽ phải lấy ra ba số ngẫu nhiên trong số từ 1 đến 20 nhé. Ba số nhiên ví dụ như là 1, 5, 7 chẳng hạn, ngẫu nhiên. Sau đó chúng ta sẽ xếp, chúng ta sẽ tạo ra ba con số ngẫu nhiên rồi nhé. Sau đó chúng ta sẽ phải dùng clone để hiện ra ba con vật ứng với ba con ngẫu nhiên này, được chưa? Rồi sau đó lại chọn một trong ba con này, một con ngẫu nhiên làm con đáp án của bài tập, và giáo viên sẽ hỏi là con này là con nào, thì người dùng sẽ nhảy con đó thì là đúng nhưng con khác là sai đó. Nhưng bài này chúng ta sẽ phải tạo ra cái bộ dữ liệu cho bài kiểm tra trách nhiệm đấy, chúng ta phải tạo ra cái bộ đó, và cái bộ đó được sinh ngẫu nhiên. Các bạn chú ý nhé, cái phần này là phần rất quan trọng, là phần thầy nói là phần chúng ta phân tích hệ thống cái kịch bản
và chúng ta đưa ra một cái lời giải cho kịch bản đó. Rồi, chúng ta làm như sau nhé. Rồi, như sau này, thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải tạo ra một cái bộ dữ liệu gồm có ba một cái gọi là gì? Một cái bộ dữ liệu để bài kiểm tra đấy nhé. Đặt tên nó là gì? Đặt tên nó là trên là danh sách đi. Đặt tên nó gì nhỉ? Đặt tên nó là đây là cái bộ này là một bộ ba cái con vật mà nằm trong cái bài kiểm tra. Đặt tên nó là danh sách nha. Kiểm tra đi nhé. Danh sách con vật. Danh sách nha. Bài kiểm tra. BKT nhé. BKT. Tức là gì? Đây là cái dãy này. Cái dãy BK danh sách BKT là nó sẽ lưu ba cái số ngẫu nhiên lấy ra từ 1 đến 20. Chính là ba con vật của chúng ta nhé. Ba con vật mà hiển hiện trên màn hình để làm câu hỏi cho chúng ta cho người dùng chỉ biết có con vật. Rồi, tiếp theo bộ dữ liệu cần phải đưa ra thêm một tham số nữa là cái vị trí đúng, đáp án đúng nhé. Vì thầy sẽ tạo ra một video đây, đợi các bạn đợi tôi một chút. Alo. Thầy đang dạy đấy mà. Ừ. Có mấy người đang vào muộn đây. Ở quên mất. Đang mải dạy không để ý là có năm người trong phòng chờ. Đây chưa rồi. Có năm bạn là vào muộn thì không nhìn thấy vì là hôm nay thì để cái danh sách phòng chờ này ở trong cái bàn cờ sao một cái màn hình máy tính khác nhưng mà là không nhìn sang bên kia. Quên mất. Thế đã có hai màn hình nhân hình, các bạn đang nhìn đây này là cái màn hình dạy học sinh, còn màn hình bên phải thầy này là cái màn hình là màn hình của lớp mình. Đó mà là lúc nãy có năm bạn đang chờ mà. Và hết chưa nào? Hết rồi đúng không? Thế bạn các bạn vào sau thì chịu khó nhá. Thầy nói thêm này, vừa rồi từ đấy thầy chỉ là tạo một cái danh sách một nhân vật tên là con vật gồm có 20 con đây. Đấy, gồm có 20 con nhá. Đây là cái bộ dữ liệu rất quan trọng dùng để sinh ra các cái bài phần mềm cho buổi hôm nay. Và thầy cũng tạo ra một cái danh sách gốc con vật đây, lưu ở đây. Thì như vậy là cái con vật này và danh sách con vật này là cái bộ dữ liệu gốc, mà cái bộ dữ liệu gốc của bài toán của chúng ta. Rồi, thế bây giờ thầy đang cùng thiết kế một cái phần mềm như sau. Là phần mềm sẽ luôn luôn sẽ liên tục đưa ra các cái bài kiểm tra. Mỗi bài kiểm tra như vậy là như sau, là trên màn hình hiện ra là ba con vật xếp thành hàng ngang như thế này, và giáo viên sẽ hỏi là ví dụ con mèo là con nào, và chúng ta sẽ nháy lên con mèo thì đúng, nháy con khác là bị sai. Như vậy là một cái bộ dữ liệu để bài cho bài kiểm tra là gồm có ba con vật ứng với là ba số tự nhiên, là một cái tổ hợp ngẫu nhiên lấy từ 20 số từ 1 đến 20. Đó. Thì cái bộ dữ liệu đó sẽ nằm trong cái dãy có tên là danh sách bài kiểm tra như này. Đó. Thì cái bộ này là cái bộ này là sẽ được sinh ra mỗi lần mà tạo ra một bài kiểm tra. Được chưa? Rồi, tiếp theo để mà tạo ra một kiểm tra nữa, chúng ta cần một tham biến nữa, một tham số nữa để mô tả cái vị trí của đáp án. Như ba con là con mèo, con khỉ, con chó, thì một trong ba vị trí đó sẽ là đáp án. Chúng ta phải chọn ra một cái biến để chỉ ra cái vị trí đó. Vị trí đó phải là một số ngẫu nhiên từ một đến ba. Thì ta tạo ở đây ra một cái biến nhớ có tên là như là p correct như này, là tên tiếng Anh nhé, p correct. Là vị trí chỉ ra cái vị trí correct, vị trí trả lời đúng của một trong ba con vật đó. Thì như vậy là gì? Như vậy là một cái bộ dữ liệu cho bài kiểm tra gồm có là một là đây là ba cái số
là lấy ngẫu nhiên từ danh sách gốc là 20, là 1 trên 20. Và cái thứ hai là cái giá trị P correct đây. Thì P correct này là một số sẽ được lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 3 thôi. Được chưa? Rồi. Thế thì như sau này. Điều chúng ta sẽ làm nhé. Thì ai thì là đâu sẽ là cái người mà tạo ra cái dữ liệu này, thì thầy sẽ tạo thêm một nhân vật nữa là nhân vật giáo viên. Này, tạo giáo viên. Giáo viên sẽ đứng ở góc này, sẽ đứng ở đây và sẽ là người sẽ luôn hỏi câu hỏi. Một con vật sẽ đứng đây, con vật sẽ nằm ở đây. Con vật thứ nhất này, con vật thứ hai này, con vật thứ ba thì sẽ đứng ở đây đúng không? Chúng ta sẽ tạo ra ba vị trí này, 1 này, 2, 3. Người này chúng ta cần cho nó bé đi một tí. Đấy. Cô giáo viên này ta để cho nó nhỏ đi, ví dụ như là để cho nó là bên này nhé. Để là cho nó là 60 thôi. Đấy, bé này đấy nhé, cho ảnh hưởng. Đây. Và con vật 1 đứng ở đây, con vật số 2 ở đây, con vật thứ 3 ở đây nhé. Đó. Rồi, thì giáo viên sẽ là người là sinh ra đây, cái người này là giáo viên. Giáo viên sẽ là người mà sinh ra cái bộ dữ liệu cho bài bạn cho bài kiểm tra. Được chưa? Rồi, chúng ta làm nhé. Đầu bài là giáo viên sẽ liên tục như vậy, chúng ta làm như sau. Để chúng ta làm nhận trình cho giáo viên luôn nhé. Chúng ta đây. Giáo viên vào sẽ đầu tiên giáo viên sẽ hỏi ngay là chúng ta chuẩn bị làm bài kiểm tra, ví dụ như vậy. Giáo viên thông báo là các bạn chuẩn bị làm bài kiểm tra. Kiểm tra kiến thức đúng không? Kiến thức các loài vật. Đó nhé. Rồi, sau đó giáo viên sẽ đợi cái bài này, tập này là giáo viên liên tục đưa ra. Còn về nhà các bạn sẽ làm thêm cái bài tập khác, là bài tập về nhà là hạn chế lại giáo viên mỗi lần giáo viên kiểm tra 5 bài thôi hay là 10 bài tùy các bạn. Nhưng bây giờ tôi làm thì làm đây ví dụ là liên tục đưa ra. Nhưng mà ở đây là giáo viên sẽ phải đưa có một vòng lặp là gì? Là có một vòng lặp là vô cùng, forever ở đây nhé. Đó. Rồi, thế bây giờ mỗi lần giáo viên sẽ sinh ra bài tập, giáo viên sẽ phải tạo ra một bộ dữ liệu gốc nhé. Đây. Giáo viên sẽ tạo ra một cái, chúng ta sẽ tạo ra một cái thủ tục để sinh ra bộ dữ liệu gốc nhé. Tạo ra cái bộ dữ liệu có tên là sinh dữ liệu. Đây là cái giáo viên mà mỗi lần mà kiểm tra giáo viên sẽ tạo ra một cái bộ dữ liệu như này, giáo viên sinh dữ liệu ở đây. Đó, được chưa? Còn cái này là cái gì? Cái bộ sinh dữ liệu này là gì? Tức là chúng ta sẽ tạo ra, một là tạo ra cái bộ dữ liệu ba cái số trong sách bài kiểm tra, tạo ra ba cái số ngẫu nhiên lấy từ 1 đến 20, lấy ra ba con số ngẫu nhiên cho khoảng từ 1 đến 20 là độ dài của cái dãy con vật. Và tham số thứ hai cần tạo ra là cái giá trị là P correct này này. Nhé, đơn giản lắm. Như vậy là chúng ta làm lại cái thủ tục là lấy ra ba phần tử K phần tử ngẫu nhiên từ một dãy cho trước. Được chưa? Rồi. Thế bây giờ chúng ta phải sinh ra một cái bộ dữ liệu phụ. Bây giờ hiện tại chúng ta cần một cái bộ dữ liệu phụ, chúng ta để tạo ra một cái bộ dữ liệu phụ có tên là tem, một cái bảng, một cái dãy tem là cái dãy phụ ở đây. Được chưa? Rồi, khi bắt đầu chúng ta làm như sau này. Chúng ta sẽ nạp vào tem là các số từ 1 cho đến chuyến độ dài của con vật. Được chưa? Sau đó lấy ra ba phần tử ngẫu nhiên từ tem đưa vào cái bảng là danh sách bài kiểm tra. Sau đó là sinh ngẫu nhiên cái P correct, thế thôi, đó là cái độ thủ tục mà sinh dữ liệu. Chúng ta làm thử nhé. Chúng ta cần một cái biến nhớ chạy là biến K. Nó vẫn như mọi khi vẫn làm như vậy. Rồi, như sau này. Đầu tiên cho K bằng 0 và bằng 1. Sau đó chúng ta sẽ bước đầu tiên là chúng ta tạo ra cái tem này này. Là từ 1 đến 20 thì trước tiên như quý vị chúng ta là một phần nữa là phải xóa. Xóa đi là cái dữ liệu tem và xóa cái thứ hai là cái dữ liệu danh sách bài kiểm tra. Đây là hai cái dãy cần phải tạo ra mà. Thì chúng ta xóa, trước tiên ra xóa hết nhé. Như vậy ở đây. Xóa. Rồi.
Đây là bước 1 là xóa cái bộ dữ liệu cũ, dữ liệu mà cần tạo ra lại xóa cái bộ dữ liệu đi. Sau đó chúng ta bước thứ 2 là chúng ta nạp các số từ 1 đến 20 vào tem. Chúng ta cho K vào 1 và lập. Lập. Chúng ta lập. Lập theo bao nhiêu? Lập theo 20 lần. Lập theo cái đây. Lập theo cái length của con vật. Chúng ta có 20 con, có 20 con thì là nó là 20, có thể nó là 10, nó là 30 nhé. Nếu chúng ta có bộ dữ liệu còn lớn hơn 50 con chẳng hạn thì chỗ này ta chỉ là lập chính là theo 50 con, lập theo độ dài con vật. Rồi, như sau này, chúng ta sẽ nạp K vào tem. Đây chúng ta S vào tem nhé, S cái này vào tem. S cái gì? S cái số K đó, vì chúng ta nhập, chúng ta muốn là tạo và tạo ra cái tem này là dãy từ 1 đến độ dài của con vật mà. Chỉ là SK vào tem, sau đó là chuyên K bài 1. Thì đây là cái đoạn lệnh là nạp vào tem các cái số từ 1 đến 20. Bước thứ hai là chúng ta lấy ra 3 phần tử ngẫu nhiên từ tem đưa vào danh sách bài kiểm tra. Đấy. Thì chúng ta rất đơn giản, chúng ta lặp repeat 3 lần. Chúng ta cụ thể chúng ta làm này là 3 lần nhé. 3 lần. Rồi, chúng ta làm như sau. Cách làm như sau, chúng ta sẽ nhớ lại cách làm này. Chúng ta sẽ set K, mỗi lần chúng ta set K là một cái lấy số, một số ngẫu nhiên theo chỉ số của tem. Đây. Từ 1 đến cái gì? Đến độ dài của tem. Độ dài của tem, các bạn chú ý, các bạn nhớ nhớ cái này nhé. Độ dài của tem chứ không phải của con vật nhé. Đây, phải của tem chứ không phải con vật. Chúng ta lấy ra từ tem mà. Lấy ra một chỉ số ngẫu nhiên, xong lấy phần tử đó đưa vào danh sách bài kiểm tra, sau đó xóa phần tử này đi. Chuyện đầu tiên là ta lấy ra một cái chỉ số ngẫu nhiên từ 1 đến độ dài của tem. Sau đó là bổ sung vào danh sách bài kiểm tra. Bổ sung cái gì? Bổ sung phần tử thứ K của tem. Đây. Bổ sung phần tử thứ K của tem. Của tem. Đấy. Phần tử thứ K của tem bổ sung vào danh sách bài kiểm tra đây. Đó. Nhé. Và lệnh thứ ba là xóa. Sau khi đã lấy ra rồi thì xóa phần tử thứ K của tem đi. Chúng ta sẽ delete. Đây, delete. Delete cái gì? Delete cái phần tử thứ K của tem. Đây. Ta lấy ra ngẫu nhiên rồi mà, lấy ra là ngẫu nhiên rồi đây nhé. Sau đó ta đưa phần tử đó, phần tử thứ K đó vào danh sách bài kiểm tra, sau đó xóa đi khỏi tem. Thì như vậy là sau 3 lần lấy ra này thì các phần tử lấy ra đó nó sẽ khác nhau từ đây một. Như vậy đó là ngẫu nhiên và đưa vào cái danh sách bài kiểm tra. Đấy, như vậy là đây là bước, như vậy đây là bước 1, bước 2, bước 3 và cuối cùng là chúng ta sinh ra cái biến B correct. Chúng ta xuống đây, chúng ta sẽ chọn cái phần tử là B correct, là cái con vật ngẫu nhiên trong 3 con đó là con vật mà giáo viên sẽ là người hỏi là con vật nào. Đáp án đấy, B correct là vị trí đáp án. Thì cái này là cái gì? Cái này chính là gì? Cái này chính là sinh ra là phần tử ngẫu nhiên từ 1 đến mấy nhỉ? Ai nữa đâu? Ở đây số mấy nào? Từ 1. Từ 1 tới lên của danh sách bài kiểm tra. Tức là mấy nào? Cụ thể là mấy nào? Từ 1 tới 3. Đúng, từ 3 thôi. Đúng là từ 1 đến lên của danh sách bài kiểm tra, nhưng mà đây có thể là 3 nhé. À, nhưng mà đây là đây là đoạn chương trình, là một cái thủ tục rất ngắn nhưng mà để sinh ra một cái bộ dữ liệu cho một bài kiểm tra nhé. Và giáo viên là sẽ sinh ra rất nhiều bài kiểm tra như thế này nhé. Sinh ra vô hạn, xong rồi lại sinh ra. Rồi bây giờ ta lại quay lại đây nhé, làm ở đây nhé. Rồi, sau khi mà giáo viên sinh ra rồi nhé, thì giáo viên sẽ mà như thế nào? Giáo viên sẽ phải gửi một thông điệp cho con vật để con vật nó hiển thị chính xác trên màn hình, sau đó giáo viên mới hỏi. Được chưa? Giáo viên sẽ gửi một thông điệp cho con vật. Đây, gửi thông điệp có tên là hiển thị hay là show gì đó cũng được. À, đặt tên là show đi, đặt tên là show là hiển thị mà bài kiểm tra. Đây, giáo viên sẽ gửi thông điệp.
Được chưa? Sau đó giáo viên sẽ mới hỏi. Mới hỏi thì chúng ta sẽ làm sau cái phần hỏi nhé. Hỏi là con này là ví dụ cho ba con vật, họ hỏi con vật là con mèo là nằm ở đâu, con chó nằm ở đâu, thì chúng ta sẽ làm sau cái đó. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang mô tả con vật. Con vật khi nhận cái thông điệp là show thì mới hiển thị cái thông tin, hiển thị ba con vật là ba clone trên màn hình và ứng với là ba vị trí trên màn hình và ứng với là ứng cái bộ dữ liệu này này. Đấy, ứng cái bộ dữ liệu này nhé. Rồi chúng ta sẽ lập trình sẵn cho con vật này. Đó, đấy nhé. Thì con vật thì chúng ta sẽ phải tạo cho nó là mà mỗi con vật là nó có một cái biến nhớ ID là cái mã riêng của con vật đó. Nhé. Thì mã riêng là 0 thì nó là con vật gốc. Mã riêng mà lớn hơn 0 thì nó là clone và nó chính là cái số thứ tự hiển thị trong cái các cái trang phục của nó. Như vậy là ID chính là cái vị trí, là cái trang phục hay là chính là con vật thứ mấy ở trong cái danh sách con vật nhé. Ok. Đấy, như vậy chúng ta làm như sau này. Đầu tiên chúng ta set ID bằng 0 là đây nhân vật mẹ đây. Nhân vật gốc đây. Và chúng ta sẽ ẩn đi. Chúng ta chú ý nhé. Và chúng ta ẩn đi. Đấy, đây là nhân vật gốc nhé. Khi mà nhận được thông điệp show thì nhân vật gốc này sẽ hiển thị ra và tạo ra ba clone. Tạo xong clone lại ẩn đi. Như vậy chúng ta làm cái lệnh này nhé. Làm cái lệnh là khi mà nhận được đây, khi mà nhân vật con vật này nhận được thông điệp show nhé, thì nhân vật là sẽ làm gì? Lần mà nó chỉ làm đúng, nó chỉ có nhân vật mẹ thôi nhé. Chỉ nếu if mà chỉ áp dụng nhân vật mẹ thôi, cho nên chúng ta làm như này. If mà if đây nhé, chỉ có nếu if ID bằng 0, tức là chỉ áp dụng cho mẹ thôi, nhưng vật gốc thì còn khác không áp dụng. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu set ID là 1 read a kernel. Sao? Đúng không nào? Bây giờ sẽ hiển thị ở đây thì bây giờ mà con vật nó sẽ phải tạo ra ba clone và hiển thị ở ba vị trí ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ là chịu khó một tí nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ tạo ra một cái dãy ba phần tử để chỉ ra cái vị trí của ba con vật này. Như này nhé. Ở đây là y ở đây là y đây là âm 70 nhé. Đây. Ở chỗ này đi. Ở chỗ này là x là chúng ta sẽ tạo ra mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái list nữa là vị trí x của ba con vật này ở đây nhé. Tôi đổi x. Chúng ta tạo ra cái đặt tên là x list. X list nhé. X là cái tọa độ x chỉ của con vật đây. Con vật thứ nhất đây nhá. Đây là -103 này. Thì chúng ta có để ra là -100 đi. Nhưng vật thứ hai sẽ nằm ở chỗ giữa đây. Giữa đây là gì? Chỗ giữa đây là con này này. Đây là 15 nhé. Thì chúng ta đặt thêm vào 15 nhé. Vị trí 3. 0 và 105. Là 150 đi. 15. -100 150 cách nhau xa quá đúng không? Để thầy xem nhé, cho nên cứ cân đối thôi. -100 này 15 tức là cách nhau là 115, như vậy đây là 130 thì hợp lý. 130 cho sẽ được chỉnh sau nhé, điều chỉnh sau. Rồi tiếp theo nữa chúng ta có thể tìm vị trí y được. Y ở đây y là -70 hay là -80 đúng không? Vì chúng ta tạo ra một cái biến nhớ là y không ở đây nhé, để tọa độ y của con vật nhé. Thì chúng ta set cái y không này là -80 chữ này này. Ta sẽ chỉnh sao cho nó dễ. -80 nhé. Rồi chúng ta đưa này vào đây, đây là ban đầu đây. Rồi nhé, cái này là ở đây cố định rồi. Biến ra làm như sau này. Đây, chúng ta lập trình nhá, chúng ta lập trình này. Đây. Lập trình nhá. Thì sau khi mà nhân vật mẹ nhận được cái này, nhân vật mẹ sẽ hiển thị lên. Sẽ hiện ra. Nhân vật mẹ sẽ hiện ra và sẽ sinh ra. Sẽ lập 3 lần. Nhân vật mẹ sẽ lập 3 lần theo đúng cái kia đúng không?
sẽ lặp 3 lần và sẽ sinh ra. Rồi. Như sau, mỗi lần sẽ lên sau mỗi lần như vậy này sẽ trên ID by 1. Được chưa? Được chưa không à? Tăng ID lên 1. Sau đó để nhân vật này sẽ chuyển trang phục. Nha. Đây là vị trí ứng với đây này, chuyển trang phục sao đâu nhỉ? Đây. Dùng lệnh chuyển trang phục. Không mà chuyển trang phục sang ID đâu, mà ID chỉ là số tự thôi. Số tự là 1 2 3, còn đây là vị trí nào? Vị trí chính là cái số là cái gì? Chỗ này này, là cái này. Là cái này nhá. Đây đây đây, là cái này. Chính là cái item của cái danh sách đây này, là cái này. Đấy, chỉ là cái này nhá. Chỉ là cái này chứ không phải là ID, không phải chứ không phải chỗ này là ID ở đây mà là cái này. Đây. ID cho vào đây này. Chính là cái phần tử thứ nhất của danh sách bài kiểm tra. ID đây nhá, cho vào đây. Đấy. Chuyển custom cho cái này. Đấy. Nhân vật thứ nhất đây, xong thứ hai, thứ ba, ba con. Con thứ nhất đây là ứng trang phục này này. Đấy. Sau đó thì sẽ con này sẽ phải go to đến cái gì? Go to đến cái vị trí nào? Phải go to đến cái vị trí y thì chính là y0. Nó làm gì ở đây y0 đây mà. Y chính là y0, còn x thì là cái gì? X thì là gì? X thì chính là cái bảng mà chúng ta vừa tạo ra đấy, cái bảng mà dùng để tạo tính tự động x thì chính là cái bảng là gì? Chính là cái bảng là xlist. Đó. Và đây chính là ID. Này vẫn mới là ID này. Như vậy là con này sẽ go to đến cái vị trí thứ k, thứ 1, thứ 2, 3 của xlist, còn y là y0 ở đây rồi. Sau đó là nó sẽ tạo ra ở đây, nó sẽ tạo ra cái tạo clone ở chỗ này. Đấy. Được chưa? Tạo clone xong thì nó sẽ thì sao nhỉ? Tạo clone xong thì sẽ break. Thì sẽ chuyên ID by 1. ID lặp 3 lần. Đúng không? Xong rồi thì ta mới làm lại cái chế độ gì? Lặp xong rồi thì sẽ đặt lại chế độ cũ là gì? Là set ID bằng 0 ở đây. Đấy, chỗ này lặp xong rồi, chỗ này xong rồi nhé. Chỗ này là xong này. Sẽ đi bằng 0 và ẩn cái gì con nhân vật quen. Thấy không nào? Đấy, ẩn đi. Như vậy là sâu như này nhá. Đấy. Bây giờ thử xem, chúng ta chạy thử nhá. Ở đây chúng ta giáo viên sẽ phải hỏi này. Giáo viên sau khi giáo viên là gửi thông điệp là sâu thì nhân vật sẽ hiển thị ở đây, hiển thị xong thì giáo viên sẽ hỏi, giáo viên sẽ báo hỏi, dùng lại hỏi đây, hỏi là con vật, con mèo ở đâu, đúng không? Đấy. Em hãy tìm con mèo hay là con mèo ở đâu cũng được, hay là em tìm con mèo gì đó nhé. À, ôi, và chờ ở đây nhé. Thì hỏi cái gì? Bên hỏi như sau, giáo viên hỏi là chúng ta phải nối, đúng không? Con gì ở đâu? Đúng không? Tên này là con gì nhỉ? Phải lấy tên của nó ra. Cái tên con nào? Lấy tên như sau, chúng ta sẽ phải lấy tên và chúng ta phải dùng lệnh này, chúng ta sẽ phải dùng lệnh là lấy tên của nó ra, chúng ta dùng cái lệnh là item của con vật. Được chưa? Con vật nào? Con vật đáp án, chúng ta phải lấy ra cái nhân vật là p correct. Nhưng không phải, đây không phải là p correct nhá. Đó, mà phải là gì? Mà phải là p correct của cái gì? Của cái danh sách bài kiểm tra. Đây này, đưa cái này này. Đây này, đây là số tự con vật mà mẫu đó làm đáp án đấy, ta đưa cái này vào đây. Đấy, cái này đúng đấy. Chúng ta vào nối một lần nữa. Nối ba cái, đúng không? Con đây chính là con mèo, con cá, con mèo này. Ở đây ta ghi là ở đâu? Ở đâu? Để cho học sinh tìm. Ở đâu? Đấy. Ta đưa cái này vào đây. Đấy. Chưa trả lời nhé. Được chưa? Bây giờ thì kiểm tra, thì chạy kiểm tra đúng không? Bây giờ chạy thử này. Kiểm tra bài kiểm tra này, đúng không? À, chỗ này nó bị lỗi à?
nên ta phải cao một tí đúng không? Ba con hai con này là giống nhau mình như vậy là sai. Kiểm tra lại nữa nhé. À, hai con này là giống nhau bị sai. Rồi chúng ta kiểm tra xem sai ở đâu nào. Chỗ này thấp quá thì phải đưa cao lên nhé. Đây thầy sửa tí thì sao bên này sửa thì con này này. Thầy sửa chỗ này không phải là âm 80 mà chỗ này phải lên đi. Chỗ này phải lên là không đi. Cao lên nhá. Còn chỗ này sẽ bị sao bị lỗi như này. Trên này đi bằng à không cần thiết. Đây trên đây rồi gì nữa. Ở đây trên rồi, trên đâu không ở thế này là không cần nữa. Vì là lại nhá, xem có đúng không nào. Rồi. Ồ. Cho con vật bé đi một tí nhé. Cho con vật bé đi một tí. À, ta làm ở đây thôi. Làm bằng lệnh nhé. Làm bằng lệnh là ta set kia size của nó này. Ở đây này. Ta set cái size của nó để 80%. Này. Cho nó bé đi một tí nhé. Rồi làm lại này. Đấy. Được chưa? Con vẹt ở đâu? Bấm vào đây thì đúng là nhá. Đấy, là bạn thứ hai này. Kiểm tra lại thứ hai này. Con ong ở đâu? Đấy, bây giờ đúng rồi đấy nhá. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục nhá. Làm tiếp tục. Đây, người dùng sẽ nhập tên, nhập người dùng con được xin lỗi, không phải hỏi. Chỗ này nhầm. Xin lỗi không phải hỏi mà là gì? À, không phải hỏi mà giáo viên thông báo thôi. Còn người dùng sẽ nháy chuột để trả lời. Rồi, chúng ta làm tiếp nhá. Chỗ này các bạn xử lý, thầy không phải là hỏi. Phải bỏ lệnh hỏi này đi. Mà dùng lệnh say thôi. Lệnh say. Như vậy xin dữ liệu này là forever này. Xin dữ liệu này thông báo cho người cho con vật hiện hình này xong hỏi say là say luôn say. Chứ không phải là hỏi nhá. Vì bài tập này là giáo viên là người dùng là gì? Người dùng là nháy chuột để trả lời. Được chưa? Và bây giờ chờ cho người dùng làm xong nhá. Thì như sau. Thì người dùng sẽ làm xong thì làm gì? Thì chúng ta cần bến nhớ nữa để mô tả người dùng đã làm xong hay chưa làm xong. Được rồi. Chúng ta tạo ra bến nhớ nữa để thông báo người dùng đã làm xong hay chưa. Đặt tên nó là done. Ví dụ thế nhé. Done chỉ ra là làm xong hay chưa nhé. Thì khi bắt đầu vào khi có câu hỏi này, giáo viên đặt là done bằng 0. Nhé. Mà tới đây, giáo viên sẽ chờ cho đến khi done bằng 1, tức là làm xong. Giáo viên sẽ thông báo nhé. Rồi ở đây nhé, chúng ta giáo viên sẽ dùng lệnh gì? Giáo viên sẽ dùng lệnh là wait until. Đây dùng lệnh khi giáo viên mà thông báo rồi nhé, thông báo là con gì đấy, con ở đâu này, xong chờ cho đến khi nào? Chờ cho đến khi mà người dùng là nháy chuột lên con vật trả lời thì mới đúng, thì là coi như làm xong. Đây giáo viên chờ cho đến khi mà cái biến nhớ này là bằng 1 thì dừng lại thì mình làm tiếp. Chỗ này các bạn chú ý nhé, chỗ này hơi khó một tí nhé. Hay cái đăn là cái gì? Đăn là cái là biến nhớ để mô tả là người dùng đã trả lời hay chưa. Người dùng nháy chuột thì là trả lời xong rồi, còn chưa nháy chuột thì là chưa trả lời. Như vậy là khi đầu tiên là phải đặt đăn bằng 0 đã, sau đó hiển thị đây xong thì là viết thông báo ra màn hình bằng lệnh say. Nhưng đây là một câu hỏi và chờ, cứ thế chờ. Người dùng nháy chuột lên thì giáo viên mới hỏi nhé. Được chưa? Đấy. Được rồi. Khi người dùng nháy chuột thì làm gì nhé? Khi người dùng nháy chuột thì giáo viên sẽ kiểm tra xem người dùng nháy vào con nào. Và bây giờ chúng ta sẽ phải làm thêm một bí nhớ nữa để mô tả là người dùng đã nháy đi con nào. Thông là có một cái bí nhớ là P input nhé. Input là khi người dùng mà đây chúng ta khi bắt đầu vào chỗ này, bắt đầu vào trên vào đây thì đặt p input bằng 0 nhé. Rồi vào chúng ta kiểm tra nếu p input mà bằng p correct thì là làm đúng hay không thì làm sai nhé. Vì chúng ta sẽ vào đây nhé. Rồi thì ở đây chúng ta mới làm như sau này. Khi người dùng mà nháy lên con vật đây khi người dùng nháy lên con vật chúng ta mới đặt như này. Khi người dùng nháy lên con vật nhé, thì sẽ như thế nào? Thì sẽ có một tiếng pop đi có tiếng mèo. Chúng ta tìm kia và chúng ta tìm cái con pop đấy đi. Pop đi
Bọc. Rồi. Chúng ta chỉnh ở đây nhé. Đây này. Khi người chúng ta đây là khi mà giáo viên hỏi thì người dùng nhanh chuột lên này để trả lời nhé. Thì chúng ta cho nó kêu pop một cái này. Pop. Sau đó là chúng ta đặt. Và chú ý, chúng ta đặt cái biến là gì? Đặt cái biến là p input bằng cái gì nhỉ? Bằng chính cái ID con vật mà chúng ta đang vừa nháy lên. ID đã đi ở chỗ này là 1 2 3 thôi nhé. Như vậy input chỉ là 3, đúng không? Khi mà đặt pin thì làm sao? Thì set done bằng 1 là làm xong. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Khi người dùng mà nháy được con vật ấy thì có tiếng pop này. Sau đó đặt tiếp pay input bằng ID. Pay input là người dùng nháy vào con vật số mấy, số 1 hay số 2 hay là số 3 nhé. Và sau đó ta đặt done bằng 1. Thì khi đặt 1 bằng 1 ấy thì giáo viên sẽ bên này sẽ kiểm tra nhé. Giáo viên sẽ kiểm tra như sau. Giáo viên sẽ kiểm tra bằng cái lệnh là gì? Kiểm tra xem p input có bằng bằng p correct hay không. Nếu bằng nhau thì lệnh làm đúng, sai thì là làm sai. Chúng ta dùng lệnh này đây. Như này nhé. Nếu này, nếu mà p input là người dùng đã nhập nháy vào con thứ mấy này, trùng với con vật mà giáo viên đã hỏi là p correct thì thông báo là đúng rồi. Thì thông báo là đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Và sau 2 giây thì sang bài tiếp theo. Còn nếu không thì thông báo là sai rồi. Và cũng sau 2 giây thì chuyển sang bài câu hỏi tiếp theo. Sai rồi. Đó. Bạn đã hiểu chưa? Đấy, như vậy giáo viên cũng rất chỉ xử lý đơn giản. Nhưng cần chúng ta cần ở chỗ này cần theo hai biến nhớ nữa là biến đăng và biến pay input. Pay input là cái biến là mô tả là khi học người dùng mà nháy lên con vật nào, 1 2 hay là 3. Thì người dùng nhánh đúng con vật, đúng với là p correct thì mình làm đúng, còn không thể làm sai. Cần hai biến nhớ nữa là đăng và p input nhé. Giờ chúng ta kiểm tra lại đúng hay sai nhé. Đây, chúng ta làm từ đầu nhé. Kiểm tra này. Đây, từ đầu đây nhé. Cái bài vật này. Có chuột được không? Bấm vào voi này. Sai rồi. Xong bài thứ hai ngay. Chứ anh cụ từ đâu? À, quên mất. Ở chỗ này là khi con mới ta chưa xóa con cũ đi. Đấy, chúng ta chú ý nhá. Bị sai. Khi mà chuyển sang cái em khi chuyển sang cái quả mới chúng ta sẽ phải ra cái lệnh để con vật kia nó bị ẩn đi đã. Rồi, chúng ta thiếu một tí. Là thiếu một tí đây này. Khi xong rồi nhá. Khi xong rồi đây này, khi bắt đầu chuẩn bị chuyển sang cái bài mới. Đây, lệnh for folder mà chúng ta ra một lệnh nữa để cho con vật nó ẩn đi hết, xóa đi hết, chúng ta ra cái lệnh mới như sau. Chúng ta gửi một broadcast nữa nhá. Đặt tên nó là clear hay là xóa tùy chúng ta. Clear màn hình đi nhé. Đấy. Thì xong mới thì rồi khi mà con vật là nhận được thông điệp là clear thì nó làm gì? Nhận thông điệp là clear thì nó làm gì? Thì nó sẽ tự xóa. Nó sẽ làm gì? Đây. Nó sẽ là delete. Đây. Chúng ta quên không làm cái này. Đây mà là khi chuyển sang bài mới thì con vật cũ nó còn. Con vật cũ con vật thì nó đều là clone chứ nó phải tự xóa đi. Rồi. Đây ta để chúng ta để hơi xa một tí, ta để hơi gần lại một tí nhé. Ta để nó hơi xa quá. Chúng ta sửa lại một chút cái x list nhé. Đây. Để chúng hơi quá đúng không? Chỗ này ta lùi lại một tí, chỗ này là không phải là 100 mà là chỗ này ta trừ lại là trừ 120 đi. Âm 120 cho nó lùi sang bên này một tí. Còn bên này tăng lên là 150 đi. Cho nó giãn ra một tí. Rồi xong. Chúng ta chạy thử nhá. Phóng to này. Chạy lại này. Nè, bắt đầu từ đầu nhá. Cô từ đâu? Bấm vào đây này. Đúng rồi, đúng không? Con vịt ở đâu? Đúng rồi. Con mèo ở đâu? Con vật là hoàn toàn là ngẫu nhiên nhé. Bạn thấy không? Nó là ngẫu nhiên hết. Con nhím ở đâu? Đúng rồi. Con voi ở đâu? Thầy thử làm sai đây. Sai rồi. Đấy. Ếch ở đâu?
Được chưa? Vậy là chính xác rồi đấy nhé. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cái bài này chúng ta sẽ ghi lại thành bài hôm nay, là đây là cái bài đầu tiên của buổi hôm nay nhé. Hôm nay là cái buổi số mấy, số 9 đúng không? Hôm nay là lesson 9. Bài 1 là cũng là bài khó rồi đúng không? Bài 1. Chúng ta có thể thêm ra nhiều thông tin cho hay nữa, vì là bấm vào được vẫn nhảy lên một tí chứ hay hay. Bấm sai rồi thì nó kêu một tiếng là ôi ôi gì đó, thì các bạn nhé, thì chúng ta có thể thêm bớt gì đó cho hay ho gì nữa, thì tùy chúng ta thôi nhé. Rồi, như vậy chúng ta làm được cái bài đầu tiên của hôm nay là cái bài ứng dụng. Ứng dụng là nó vừa là cái mô hình kiểm tra trách nhiệm một cách là nháy chuột, vừa làm cái mô hình là gì, là lấy ra k phần tử, đây là 3 phần tử, từ n phần tử, đây là từ 20 phần tử. Được chưa? Đó là cái bài đầu tiên hôm nay nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm sang bài số 2. Cũng dựa trên cái này, nhưng chúng ta làm kịch bản khác đi một tí. Bạn thấy là nó, từ một cái bộ dữ liệu này chúng ta có thể có rất nhiều kịch bản khác nhau cho cái bài nhé. Bây giờ cái bản số 2 là cũng giống như thế này, nhưng mà cách thể hiện nó khác thôi. Được chưa? Mà bài số 2 là như thế này. Tức là mà giáo viên cũng hỏi là thông giáo viên, trên màn hình sẽ hiện ra là một con vật thôi, một con thôi. Nhưng mà ở phía dưới là có 3 đáp án A, B, C. A là giáo viên hỏi là con gì đây? Ở giữa mình là một con, là hiện con mèo, nhưng mà dưới 3 đáp án là con mèo, con chó, con khỉ. Học sinh sẽ phải nháy với đáp án A hay là B hay là C. Đó, thì mới đúng. Thì vẫn là tìm một trong 3 đáp án. Nhưng mà 3 đáp án đó là như sau, là sẽ chỉ hiện bằng chữ thôi, bằng chữ. Ứng với là 3 cái nút là A, B, C. Còn con vật, hiện một con vật thôi. Cho cái bài B2, cái bài số 2 này là không cần gì, không cần clone con vật. Nhưng mà chúng ta cần clone của các phương án. Tức là chúng ta tạo một cái nút để học sinh, người dùng nháy vào. Nút có 3 cái giá trị là A, B và C. Nhé. Chúng ta sửa một tí thôi là ra là bài số 2 ngay. Bây giờ chúng ta sẽ save S sang cái bài số 2. Thì đặt tên là B2 nhé. B2 là một cái bài bắt đầu kiểm tra, một cái biến thể của cái bài này. Nhưng mà cái bản nó khác đi nhé. Cái bản khác đi là như sau này. Chúng ta không dùng clone cho cái con vật nữa, mà trên màn hình chỉ hiện một con thôi. Cho nên chúng ta sẽ làm lại cái này, nhưng mà chúng ta cần thêm một cái nhân vật nữa để mô tả 3 cái nút là nút A, nút B, nút C. Được chưa? Và con vật sẽ phải hiển thị ngẫu nhiên trên màn hình ở 3 cái nơi đó. Rồi chúng ta làm thử nhá. Chúng ta vẫn dùng những cái biến nhớ cũ và chúng ta sửa đi một chút là ra thành bài số 2 ngay. Bây giờ ta làm thử nhé. Rồi. Thầy ơi, cho em hỏi cái này. Câu hỏi đi. Cái chỗ hồi nãy mà B input đó thầy, khi nháy lên con vật là B input đặt lại ID thầy. Ừ. Cái chỗ đó em hiểu là clone, hiểu là khi mà mình nháy chuột lên một lon thì ID của lon nó sẽ tự hiểu cho cái lon đó luôn. Đúng thế. Thì chúng ta biết rằng là cái ID này, ID chính là, đây là ID bằng 1 này, bằng 2 bằng 3 đây này, đúng không? ID bằng 1 ứng vị trí ở đầu tiên ở bên trái nhá. Đây này, ID bằng 1 này, ID bằng 2, ID bằng 3 này. Khi nhấn lên con vật nào thì nó sẽ tự động nó sẽ nhập ID, nó sẽ dán được ID cho P input. P input chính là số tự của con vật mà chúng ta vừa mới nháy lên. Các bạn đã hiểu chưa? Đây, ID nhé. Vậy là ngoài cái cách nháy chuột lên cờ lon để lấy được ID của lon đó, mình có thể làm bằng cách khác để lấy được ID của lon đó hôm nay mà không cần nháy lên? Vấn đề là tiêu kịch bản. Cái bản này là nháy lên thì mới lấy được ID chứ. Còn cái bản khác thì cũng thể. Đây là em cảm ơn thầy. Đấy nhé, tiêu cái bản, tuy cái bản các bạn sẽ dựa từ kịch bản, chúng ta sẽ tạo ra cái bộ dữ liệu và chúng ta sẽ lập trình để học cái bản đó. Với cái bản này là cái bản chúng ta cần hiện 3 con vật, cho nên bắt buộc phải dùng clone. Dùng clone thì phải dùng ID cho clone. Chứ nếu không cần clone nữa thì không cần ID nữa. Chúng ta đã hiểu chưa nhỉ? Bài số 2 nhé. Bài sắp tới là bài không cần clone con vật nữa, chứ không cần ID nữa. Các bạn đã hiểu chưa? Lát nữa thì chúng ta sang ngay bây giờ nhé. Bài thứ 2 lại làm khác đi. Bài 1 là bài này, là bài là cần hiển thị 3 con vật, cho nên cần clone để hiển thị 3 clone
mỗi clone là một con vật và mỗi clone có một cái ID riêng, được chưa? Đấy, vấn đề là chúng ta phải rất linh hoạt, tức là dựa trên kịch bản nào chúng ta sẽ tạo ra cái bộ dữ liệu và tạo ra cái lập trình theo cái kịch bản đó. Đó là cái thiết kế của cái người làm chương trình là phải dựa trên cái kịch bản nhé. Và lập trình rất quen rồi thì ta sẽ làm thạo, nó sẽ nghĩ được cái kịch bản, nghĩ được cái cách làm, nghĩ được cái tổ chức cái dữ liệu để mà hỗ trợ cho kịch bản đó nhé. Như bài số 2 giống bài này nhưng mà chỉ khác như này. Chỉ khác là trên màn hình hiện ra một con vật thôi. Nhưng mà có ba cái chữ nhé. Trên là hình ba chữ là bây giờ chữ là con mèo, con chó, con khỉ. Và giáo viên sẽ hỏi là con này là hỏi là con này là con gì? Chúng ta sẽ nháy vào con mèo, con khỉ hay là con chuột dựa trên cái hình ảnh này. Như vậy bài số 2 là bài là gì? Dựa nhìn vào hình ảnh và biết được con là tên con tên là gì nhé. Một hình ảnh thôi, không phải bài này là giáo viên cho chức tên con vật và chọn một trong ba hình ảnh. Bài sắp tới này là giáo viên không cho tên, không nói tên con vật nhé, chỉ cho hình ảnh thôi và cho trước ba cái tên vào, sinh viên phải chọn một trong ba tên đó, được chưa? Thì với cái bộ dữ liệu mới này thì chúng ta vẫn cần cái danh sách này, chúng ta vẫn cần nhé. Chúng ta vẫn cần chỉ là bộ ba con vật mà hiển thị trên màn hình đây, hay ba con vật hiển thị cái tên trên màn hình nhé. Cái pcorrect này là vẫn cần cái pcorrect. Cái pcorrect là cái mà là con vật nào trong ba con đó là con đáp án đúng. Dựa vào pcorrect thì con vật sẽ hiển thị đúng tên. Vẫn cần thiết cái tham số là pinput, vẫn rất là cần nhé. Vẫn cần cái xlist. Xlist bây giờ chúng ta không dùng hiển thị con vật nữa mà dùng để hiển thị các cái nút ABC. Đấy, cho nên là tất cả đều cần hết. Chúng ta vẫn dùng lại được bộ dữ liệu cũ nhưng mà cho lập trình khác đi thôi. Như vậy bộ dữ liệu mới này như sau nhé. Chúng ta vẫn dùng cái danh sách BKT là tên là ba con vật mà giáo viên sẽ đưa ra tên của nó. Trong ba con này có một con là con sẽ hiển thị trên màn hình, là con ứng với cái số thứ tự là pcorrect. Chữ này pcorrect vẫn là cần. Pcorrect là cái con vật thứ mấy đấy trong ba con này này sẽ được hiển thị trên màn hình nhé. Pinput là cái dữ liệu mà người dùng sẽ nháy vào 1 2 3 nút A, B hay là nút C, ứng với là 1 2 hay là 3, được chưa? Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ phải làm thêm. Nha, chúng ta đưa hình nhá, chúng ta sẽ lập trình lại này, chỉnh lại cho người này nhé. Như vậy là cái bộ dữ liệu này là vẫn dùng đến, và cái đối với giáo viên ấy thì cái thủ tục sinh dữ liệu này vẫn cần thiết, vẫn dùng lại, chúng ta dùng lại, chúng ta không phải sửa cái gì cả, dùng lại hết, chỉ thay đổi ở chỗ khác thôi. Tuần nữa sau để chúng ta xóa cái này đi nhé, bỏ cái này đi, làm lại cái này nhé, xóa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm lại phần này đây. Với nhân vật này cũng không dùng như vậy nữa, chúng ta chỉ việc không cần bài này, không cần dùng ID nữa, xóa hết nhé, là hai xóa hết. Đấy, lại thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một nhân vật nữa, là nhân vật là nút lệnh. Nút lệnh ta cần tạo ra một nút có ba cái trạng thái là ABC. Đây, bây giờ chúng ta sẽ new một cái đây, chúng ta sẽ vẽ đây một cái nút lệnh thôi. Đây là được, chúng ta dùng cái này đúng không? Chúng ta dùng cái này đi. Chúng ta dùng cái màu gì tùy các bạn nhé, dùng cái này đi. Outline là màu đen hay màu hồng nhé. Rồi, fill là cái này nhé. Chúng ta vẽ đây. À, nên là được, không sao. Là quan trọng gì? Chúng ta cho cái này nó vào giữa. Để cho nhỏ lại một tí. Ở giữa nhé. Đây này, nó nằm ở đây này. Đấy, 1 này, 2 này, 3. Vừa mới là A, B và C, đúng không nào? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ đưa vào đây một cái chữ. Chữ đặt là màu chữ không có màu nhỉ? Đây là màu chữ đúng không? Màu chữ đúng không?
Đặt là A. À đây. Mở quá nhỉ. Rồi chúng ta đặt lại cái này cho nó. Màu này đặt cái màu tối đi một tí đi. Đấy, rồi. À nhé. À. Đặt lại cái A. A. Mặt chân màu cho nó sáng lên một tí. Đó. Rồi, đây là A đúng không? Nhé. Đặt tính cái này là A này. À. Bây giờ chúng ta sẽ duplicate. Thằng này sẽ là B. B nhé. Đặt tên này là B. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ duplicate nữa cho thành này là C. Đơn giản chúng ta làm một lần ra dùng luôn tất cả ba cái luôn. C. Và này sẽ là C. Nhưng mà chúng ta tạo ra một cái bến một cái nhân vật mới dùng để làm cái nhân vật là cái nút lệnh, cái nút mà ta nút trắc nghiệm đấy. Đặt tên cái này là nút nút nút. Yeah. Quan trọng lắm rồi. Rồi. Như vậy là đây nằm ở đây này, nó sẽ nằm ở đây này, nằm ở đây này, nằm ở đây này. Đấy, đây là A này, đây là B, đây là C nhé. Được chưa? Giáo viên sẽ hỏi là con này là con gì? Chúng mình hiện một con thôi. Chúng mình không không hiện nhiều con. Chúng ta vào đây con vật đấy nhé. Con vật của chúng ta sẽ luôn hiển thị, sẽ luôn hiển thị chứ không phải ẩn nữa. Sẽ luôn hiển thị. Đây. Lúc này. Không lúc mà tập thì mới ẩn thôi. Thực ra là không, đầu tiên là ẩn đi đã đúng không? Đầu tiên là ẩn khi mà sâu này sâu ở đây nhé. Đấy. Được chưa? Hết liên hệ một chỗ còn được khi bạn là ẩn đây này, ta hiện là giữa trên này cho nó cao cao một tí nhé, hiện đây nhé, ô ở đây nhé. Đấy, đây. Ba nút này, một nút này, hai nút này, ba nút đúng không nào? Đây đúng không? Đấy, cứ hiện là con vật hiện ở đây nhé. Ở đây là gì? Ở đây chúng ta cho chuyển động vào đây mặc định luôn. Bắt đầu là như này nhé, là ẩn. Khi nào giáo viên kêu hiện thì mới hiện, còn trước mắt là ẩn đi này, nằm ở đây nhé. Rồi thế bây giờ cách làm như sau này. Bây giờ để mà hiện thì giáo viên sẽ phải tạo ra ba nhân vật, ba con vật là trên ba con vật ứng với ba cái người này, ba con vật ở đây này ứng ứng là ba cái này này. Đó. Thì chúng ta cần ba cái biến nhớ để mô tả con vật đó. Đây chúng ta tạo ra ba biến nhớ như sau này. Biến nhớ thứ nhất nhá, tạo ra là gì nhỉ? Đặt là con vật đi, là V đi, V là đặt đơn giản là từ A. A là nhanh. A nhé. A này. Tiếp theo đặt một con nữa là con B này. B này. Đây là tên ba con vật xuất hiện trên màn hình đây. A sẽ nằm ở đây nhé. B nằm ở đây nhé. Và C nằm ở đây. Bạn nhớ nhé. Cái vật này sẽ ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ nè, đây bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái biến nhớ này này. X là tọa độ x gì của con này nhá, của ba cái này này. A nằm ở đây này, đúng không? A đây là âm 130. Đây chúng ta ghi đây là âm 130 nhé, âm 130. Tiếp theo nữa là nằm ở đây. Ở đây nên là 0. Thằng thứ hai nên là 0. Và thứ ba là ở đây. Ở đây là bao nhiêu? Ở đây là 1 là 130, chính xác rồi. Nhé. Và con này chúng ta để cho to ra, chúng ta để nó là last red out ở đây, last cho phóng to ra rồi được chưa. Ở đây là y bằng âm 136, chúng ta gắn vào đây cho nó dễ nhé. Đây, chúng ta gắn vào đây. Đây, chúng ta chuyển cho con vật này nhé. Đây chúng ta chuyển cho con vật này đây. Cho kia nút đây, nút lệnh nhé. Thì đầu tiên chúng ta gắn này, chúng ta gán cái y0 của chúng nó nhé, ba thằng luôn hiện này, chúng ta gán cái y0 là cái giá trị y của nó đây, y0 là bao nhiêu,
y không bằng âm 136. Âm 136 là cái vị trí y của cái ba cái anh này nhé. Rồi, cái đúc lệnh này là ta dùng clone, cho nên chúng ta sẽ phải tạo ra cái ID riêng của nó. Đây, ID riêng đây. Nó sẽ có ba cái ID nhé. Ba clone ứng với ba ID. ID đây, đúng không? Như vậy là ban đầu chúng ta sẽ set cái ID của nó là bằng gì? Bằng 0. ID đâu rồi? Anh đi là bên riêng của nút nhá. Đây bằng không đây. Đấy, và sau đó là ẩn cái con ẩn nhân vật mẹ đi. Được chưa? Rồi, bây giờ làm tiếp tục nhá. Đây, giáo viên này. Các bạn chuẩn bị làm bài kiểm tra này. Đúng không? Cũng như vậy giáo viên sẽ liên tục ra câu hỏi nhá. Giáo viên sẽ làm như sau, giáo viên sẽ liên tục giáo viên dùng lỗi giống dùng giáo viên dùng lệnh forever và liên tục ra cái câu hỏi nhé. Rồi bây giờ chúng ta quay lại, chúng ta đủ chưa, chúng ta vẫn chưa đủ nhé. Giáo viên sinh cái bộ này nhé, sinh cái bộ dữ liệu này sinh cái bộ dữ liệu là chúng ta ẩn cái danh sách đi này. Giáo viên tạo ra danh sách bài kiểm tra này, đúng không? Tạo ra cái pcorrect đúng rồi này. Sau đó giáo viên sẽ gán trực tiếp ba con vật ứng với là ba cái con vật này. Giáo viên sẽ gán như sau này. Giáo viên sẽ gán là set A bằng, set B bằng và set C bằng. Chúng ta giáo viên sẽ phải làm tiếp ở đây. Giáo viên sẽ phải làm A, B, C cũng là các tham biến nằm ở đây mà. Là các cái tham số liên quan đến tên con vật trên dùng ở đây. Đây sẽ là A, ở đây sẽ là B và đây là C. Là cái gì đây? Giáo viên sẽ lấy ra như sau là tên con vật thứ nhất trong danh sách. Đây, giáo viên lấy là tên này. Tên con vật thứ nhất trong danh sách. Sách nào? Sách này. Đây giáo viên lấy ra ở đây. Item của danh sách list, danh sách bài kiểm tra nhé. Và thứ nhất. Đây. Đây là tên con vật thứ nhất trong danh sách nhé, con vật thứ nhất này. Trong danh sách này, con vật đây nhá. Đây là con vật thứ nhất đây. Đây mình gắn cho A. Các bạn đã hiểu chưa nào? Chỗ này này. Chúng ta có hiểu không nhỉ? Chúng ta có hiểu không? Hơi khó hiểu một tí đấy. Đây nhá, thứ nhất đây. A là cái biến đầu tiên, A là cái này này, B này, đây là C đây nhá. Thứ hai B thì ở đây sẽ là số 2. Còn cái thứ ba thì ở đây. Đây là số 3. 3. Như vậy là A là tên con vật thứ nhất trong danh sách của danh sách bài kiểm tra. B là nhân vật thứ hai, C là nhân vật thứ ba. Đó, như đây là một lần chúng ta sinh một dữ liệu đây. Ta thêm ba lệnh nữa ở phía dưới này nhé. Đó, ứng với là ba nhân vật này. Đây là voi, bướm. Bướm này đây vị cũng là rồi. Sao là hai người là cùng tên nhỉ? Được, không sao rồi đâu, không ảnh hưởng gì cả. Voi, bướm. Nó phải là thôi được, chúng ta sẽ tìm hiểu sau nhé. Chỗ này vì sao sai chỗ này? Người ta chưa làm mà. Rồi quay đây nhé. Rồi giáo viên sẽ phải sinh dữ liệu. Đây giáo viên sẽ sinh dữ liệu đầu tiên. Đấy. Tạo ra sinh nhé. Chủ đề bài kiểm tra này. Ô nó chạy liên tục nhé, không sao, kệ nó. Rồi, khi sinh dữ liệu xong rồi thì giáo viên sẽ hỏi. Giáo viên sẽ hỏi là đây là con gì, đúng không? Đây là con gì? Giáo viên sẽ hỏi người dùng, hỏi là đây là con gì? Đây là con nào? Đây là con gì? Thì trước khi đó, giáo viên sẽ gửi một thông điệp là show. Như lúc nãy,
Giáo viên gửi thông điệp là show để cho con vật đi hiển thị đã. Giáo viên gửi thông điệp là show. Show. Đây. Yeah. Và chờ cái dùng nháy. Thì giống như đây chúng ta lại có một lệnh là done. Có một cái biến nhớ là done, chúng ta set done bằng không. Set done bằng không ở đây. Và lệnh thứ hai là set input bằng không. Pay input bằng không. Ở đây nhé. Và đây là gì? Và chờ, giáo viên sẽ wait until, chờ cho đến khi mà done bằng 1. Đây, chờ. Chờ cho đến khi mà dùng nãy dùng cho cái lệnh là chờ cho đến khi mà đăn bằng 1 thì dừng lại. Đây. Chờ cho đến khi mà dùng nãy đúng không nào? Chờ bên cho đến khi mà đăn bằng 1 thì giáo viên sẽ kiểm tra. Đấy, được chưa? Khi mà show thì sao? Khi mà show thì nhân vật này sẽ đây. Khi mà nhận thông điệp. Đây. Khi mà nhận thông điệp là show. Đấy. Thì sao? Thì nhân vật này sẽ làm gì? Nhân vật của chúng ta sẽ chuyển những trang phục sang gì? Chuyển trang phục sang cái này. Là nhớ lại một tí nhá. Chuyển trang phục sang cái trang phục thứ mấy? Đây. Chuyển sang trang phục của con vật. Trang phục thứ mấy nhỉ? Thứ P correct của danh sách bài kiểm tra. Đây. Danh sách bài kiểm tra đây. Chuyển sang trang phục thứ là thứ P correct. Đây. P correct. Đây. Đây. Nhân vật và hiển thị. Đấy, và hiển thị nhé. Hiển thị. Đấy. Chạy thử nào. Đây này. Con gì này, cáo ếch vẹt, nó không giống chúng cái này nhỉ, chắc là bị sai. Để kiểm tra một tí nhá. Show lại này. Ong nhím xung quanh cột, nó phải đúng ở đây nhé. Hiển thị cái danh sách nhà BK thì kiểm tra lại nhé, xem nó đúng chỗ nào, sai sai chỗ nào nhé. Đây. Đan này nhé. Kiểm tra cái này này. BK list đi rồi. BK list từ 1 đến 3 này đúng rồi này nhé. Sau đó là set A bằng item số 1 của danh sách của con vật. B là số 2. Thấy cho cháu có cái nút vậy thế, cho cháu có cái biển của cái nút thế. Cái gì cơ? Giờ cho cháu xem cái cổ của cái nút thôi. Đây ạ, đang có gì đâu, chưa có gì cả. Chưa lập trình. Thế đang kiểm tra lập trình vì sao con vật này nó lại ấy thôi, nó lại... Đây. Con vật đây nhé. Y đi để cho nó đi bằng không, cho nó cao lên một tí nhé. Bướm xung quanh cột khỉ không đúng nhỉ? Cái này nó phải nằm một trong ba cái này là phải ứng con này mới đúng này. Để thầy kiểm tra xem sai chỗ nào nhé. P correct này, con vật nó hiển thị là con P correct đúng rồi này. Của danh sách. Thầy phải đổi tên cái con vật trong danh sách đó là trong cái sprite con vật có thầy. Trong cái, trong cái costume á. Thì kiểm tra xem sai ở đâu nhé. Thì cứ làm tiếp à. Tất cả nằm ở đây hết này. A, B, C đây nhé. A, B, C. Item hiển thị tên con vật mà. Con vật nhá. Để xem nó sai đâu thôi. Thầy hiểu rồi. Thầy hiểu vì sao nó sai. Đây, chỗ này nhé. Thầy hiểu rồi. Đây, chỗ này. Đây.
Vậy, phải sâu với các tùm chữ A hoặc B hoặc C chứ thầy. Đây 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 chứ này. Này mới đúng đây, không không có tên con vật đâu, vì là cái costume là nó chỉ có thứ tự thôi, số tự có con vật thôi, không có tên ở đây, cho nên đây là không thể nào đưa cái này vào nữa, nó chỉ cái này thôi này. Đấy, giờ đúng rồi đấy nhá. Cho là thế này mới đúng này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái này đi. Nhá, thầy thử cho đúng rồi đấy, bây giờ đúng rồi nhá. Ra đúng rồi. Cái này nhím này, sư tử này. Nháy vào nhím thì đúng này. Đấy, nháy vào cái mê là sai này. Bây giờ là chưa lập trình cho các anh này nhá. Đây, nhá. Nếu mà nhận được thông điệp là show thì anh này cái nút này cũng hiển thị lên. Đấy. Đây nhá, ID bằng 0 này. Được. Sau đó là làm như sau này. Đây cũng thế nhá, chúng ta làm việc như vậy nhá. Nếu áp dụng chủ nhân nhân vật mẹ thôi nhá. Đây nếu nhá. Đây. Nếu mà ID bằng 0 thì mới ID bằng 0 thì mới sinh, được chưa? Rồi, như sau này. Thì nhân vật này sẽ ẩn, sẽ hiện ra, sẽ hiện ra. Đúng không? Sẽ hiện ra và sẽ lặp 3 lần để sinh ra 3 clone, lặp 3 lần để sinh hiện ra. Mà thấy. Được không? Nhầm. Cái này là ẩn. Nhầm thôi. Nào. Hiện. Show và repeat 3 lần, được chưa? Thì mỗi lần như vậy là như sau, chúng ta sẽ change cái ID lên một đơn vị, ID chính là thứ tự của nó. Của cái loại này nhé. Sau đó là sẽ chuyển trang phục, switch trang phục nhé, về vị trí thứ mấy, về vị trí ID vì chúng ta đánh số những cái trang phục của chúng ta là 1, 2, 3 mà đấy nhé, về ID này đó, và sau đó chúng ta sẽ sinh clone. Chúng ta phải go to đã, chúng ta sẽ dùng cái lệnh cho nó go to đến đây, go to đến gì, go to đến đây, chúng ta dùng cái này này đây nhé, dùng đến cái bảng là xlist đó, go to đến cái vị trí thứ ID là x gì, còn y chính là y0 ở đây, y0 ở đây nhé. Đấy, go to này, hiển thị này, chuyển trang phục này, go to, sau đó là chúng ta sẽ sinh clone, tạo clone, tạo xong 3 cái rồi thì lại thì ẩn đi và đặt cái ID trở lại bằng 0, trả về trạng thái gốc của nó. Chúng ta luôn nhớ nhé, đây là cái quy trình làm việc với các clone là giống hết nhau, bài đạo giống bài nào như thế này nhé. Đấy. Rồi và khi mà có bệnh nữa là khi giáo viên làm xong thì xóa đi, tại sao nhé. Rồi được rồi, bây giờ khi người dùng nháy lên sao, đây bây giờ đây nhé, khi người dùng hiện rồi, người dùng sẽ nháy lên, chúng ta chạy lại thử xem nào. Rồi, ABC này nhé, người dùng nháy lên này, khi người dùng sẽ nháy lên này, đó nháy lên nhé, thì chúng ta cho nó chạy một cái, chúng ta cho nó pop một cái cho nó hay nhé, chúng ta sẽ cho nó click kiểu pop một cái và đặt cái pin put là bằng bao nhiêu, set cái là pin put là người dùng sẽ gì, sẽ là đặt nháy vào nút nào, nháy vào nút gì, nhưng mà nút từ ID giống lúc nãy, ID ở đây, và xong rồi thì đặt là đăng bằng 0 giống lúc nãy, làm xong đăng bằng 1 chứ, đăng bằng 1 đấy, làm xong thông báo cho người nháy này đấy. Rồi ra cái này vì ta chưa xóa đi thôi nhá, ta chưa xóa, rồi quay ở đây nhá, đây chúng ta qua đây, ta chưa làm xong cái chuyện này đây, ẩn tin nhá. Đây, khi làm xong rồi thì giáo viên sẽ kiểm tra, giáo viên sẽ đây, giáo viên sẽ kiểm tra xem input có bằng
input có bằng là p correct hay không. Đây, đặc biệt kiểm tra xem là input, nếu p input mà bằng p correct thì là đúng rồi nhé. Yeah. Thì là sai đúng rồi, còn nếu không thì báo là sai rồi. Đúng rồi, đúng rồi, còn nếu không thì báo là sai rồi. Chúng ta có thể thêm vào đây sai rồi. Được. Và làm xong rồi thì trước khi quay đây để làm bài tập bài tiếp theo thì giáo viên sẽ gửi thông điệp là để xóa clone đi, gửi một thông điệp là clear broadcast, một cái là clear để xóa màn hình đi, xóa clone đi. Đó, xóa clone nhé. Đây, thằng này nó sẽ xóa clone này. Khi mình nhận thông điệp là clear thì nó sẽ xóa clone. Đây, click clone. Rồi, rồi nhé, chúng ta làm chạy lại cho đúng nhé. Đây, đang kiểm tra nhé. Đây này, ong thỏ ếch đây, bấm thỏ này, sai rồi. Sang câu tiếp theo này, đây là con gì? Con vẹt, đúng đây, đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Con vịt, bấm ếch là sai rồi. Chim cánh cụt, chúng ta có thể cho con này lùi ở đây một tí nhỉ, cái này hơi bị ấy. Không bị xa. Chúng ta đem gì đây nhé. Ôi, chúng ta đem lùi đi. Chúng ta đem nhỏ này. Rồi, chạy lại nhé. Đấy, đúng rồi đấy. Con gì? Ấy, đúng rồi. Con gì? Chúng mình cụt. Sai rồi. Con gì? Con vẹt. Chúng ta kéo lại đây một tí cho nó, để phòng nó. Chúng ta kéo lại đây một tí cho nó bảo đảm nó không bị đấy. Được chưa nhỉ? Xong rồi nhé các bạn nhé. Đấy, như vậy chúng ta vừa làm xong được cái bài số 2. Phức tạp quá, hơi phức tạp quá đúng không? Ta xây xong đây là cái bài, đây là bài số 2 sao nhỉ? B2. Hoặc là đúng hai bài thôi nhé. Nhưng hai bài đều rất quan trọng cả. Rất quan trọng. Là hai cái bài kiểm tra dựa trên kia bộ dữ liệu gốc rất quan trọng, và tất cả đều dựa trên cái thuật toán là lấy ra ngẫu nhiên k phần tử từ n phần tử. Đấy, rất quan trọng. Mà cái bài này là mẫu cho làm rất nhiều bài tập khác nhau nhé. Các bạn đã hiểu chưa? Có thấy khó không nhỉ? Thì phần này các bạn về xem kỹ lại nhé, xem kỹ lại, vì có mà xem kỹ lại để chúng ta sẽ làm các bài tập tương tự như vậy. Thấy cho các bạn làm một bài tập, các bạn có thể làm lại và có thể từ bài này chúng ta có thể biến thái, ta có thể mở rộng ra thành rất nhiều bài tập khác nhau. Ngay bài này chúng ta có thể mở rộng ra là gì? Mở rộng ra là như sau, là không phải giáo viên cho là liên tục giáo viên cho kiểm tra là 10 câu thôi, làm đúng được 1 điểm, làm sai 0 điểm, và làm xong giáo viên thông báo là em đã hoàn thành bài kiểm tra, em được là 5 điểm, em được 10 điểm. Ví dụ như thế. Như vậy là một, đây là cái bài, là một cái mẫu bài tập kiểm tra trắc nghiệm cho rất nhiều kiến thức khác nhau, chứ không phải chỉ là con vật. Có thể là tìm hiểu con vật, có thể tìm hiểu con loài hoa, tìm hiểu con loài quả, tìm hiểu các hiện tượng tự nhiên, tìm hiểu con đồ vật, tìm hiểu tất cả mọi thứ trên thế giới, là chúng ta có thể dùng cái mô hình này chúng ta làm. Mà đây chỉ là hình ảnh, có thể thêm cả âm thanh nữa, đúng không nào? Nếu con vật thì là âm thanh con vật là phát ra, chúng ta có thể ra những câu hỏi liên quan đến âm thanh. Dựa cái âm thanh này, em đoán là con gì? Chúng ta có thể làm một tập như vậy. Như vậy đây là một cái bài hôm nay là bài, mặc dù có ít bài tập mà ít cái chương trình, nhưng mà là rất quan trọng nhé. Các bạn chú ý về nhà xem kỹ cái bài này, và thế luôn nhé, bài tập về nhà là cả hai bài này các bạn đều làm cho thầy, làm lại bài này và mở rộng ra thành hai bài như sau, là vẫn là bài như này, nhưng mà không phải giáo viên là liên tục đưa ra, mà mỗi lần làm giáo viên sẽ đưa ra chỉ 10 câu hỏi thôi. 10 câu hỏi, xin rằng mình câu hỏi, và làm đúng thì được điểm, làm sai không điểm. Khi làm xong giáo viên thông báo điểm cho học sinh nhé. Và em chúc mừng em đã làm xong bài kiểm tra, em đạt là 9 điểm, em đạt là 8 điểm, đạt 10 điểm báo là em đạt loại giỏi, nếu đạt là 5 đến 5 điểm và em đạt loại trung bình như vậy. Được chưa? Chúng ta có hiểu không? Có thấy khó hiểu không nào? Hiểu rồi. Chúng ta về nhà làm tiếp nhá. Chúng ta hơi nghỉ ở đây, nhưng không hết thời gian rồi nhá. Có ai hỏi gì nữa không?
Câu hỏi gì không? Các bạn về nhà làm bài tập nhé. Về nhà làm bài nhé, bài tập như này này. Bài tập của thầy hôm nay là chỉ là gì? Chúng ta làm lại hai bài này và mở rộng nó ra. Không phải là mỗi lần, không phải làm mà kiểm tra là vô hạn lần, mà mỗi lần kiểm tra 10 câu thôi, 10 bài thôi và cho điểm nhé. Mà con ta chúng ta có thể thay cái bộ dữ liệu là con vật bằng bộ dữ liệu khác, như các con tìm các cái đồ vật chẳng hạn. Đây là cái mũ, đây là cái kèn, đây là cái đàn guitar gì đó, và học sinh sẽ nhận biết được là con là đó là đồ vật gì nhé. Chúng ta lên mạng tải về những cái hình ảnh các cái bông hoa khác nhau, đây là hoa lan, đây là hoa hồng, đây là hoa đào, đây là hoa cúc, đây là hoa lion, và cho học sinh nhận biết được đâu là loài hoa gì nhé. Được chưa? Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá. Đây đúng rồi. Chúng ta nghỉ nhá.